Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua thì vừa rồi Tử Thông có làm một cái video về chọn tuổi xông đất xông nhà đầu năm, và rất nhiều người đã hỏi một câu là: vậy thì tôi tuổi này thì nên chọn tuổi nào xông đất xông nhà? Trong video ngày hôm trước thì Tử Thông có chia sẻ cho quý vị và các bạn ấy về những cái tuổi xông nhà tốt trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì bao gồm có những người tuổi Dậu này, tuổi Tý này và tuổi Thân, đúng không ạ? Thì đây là 3 tuổi xông đất xông nhà tốt nhất trong năm 2024. Thì sau khi chia sẻ 3 tuổi xong thì quý vị, ví dụ như những người 1984 thì không biết chọn tuổi nào, đúng không? Hoặc là 1975 là tuổi Ất Mão, không biết nên chọn tuổi nào để cho nó phù hợp. Đấy. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ giải đáp cùng quý vị và các bạn về vấn đề này. Tử Thông sẽ chia sẻ chi tiết về từng tuổi một để quý vị có cái góc nhìn sâu sắc hơn và có những cái lựa chọn đúng đắn hơn, chọn được một tuổi xông đất xông nhà hợp lý. Thưa quý vị, cái việc chọn tuổi xông đất xông nhà thì từ lâu ấy đã là một cái tục lệ và đã trở thành một cái phong tục tập quán văn hóa cổ truyền của nước Việt Nam chúng ta, cũng như là một số nước Đông Nam Á khác. Cái Tết Nguyên Đán mở đầu cho một cái năm mới, mong cầu sự tốt lành, sự an khang thịnh vượng. Và trong 3 ngày Tết cũng là cái thời gian hội tụ của khí âm dương giao hòa giữa con người với trời đất, là sự hội tụ của tam tài, thiên địa nhân. Vì vậy đây là cái thời điểm để chiêu tài tốt nhất. Đấy. Chọn cái người xông đất xông nhà đầu năm là cái việc hết sức quan trọng và phải tuân theo những cái nguyên tắc nhất định thì mới có cái tác dụng. Đấy. Kể cả từ việc lựa chọn người tới cái phương pháp chọn và cái cách thức xông đất xông nhà, phải chọn người có vận làm ăn đang lên, không gặp tai họa, không gặp ốm đau bệnh tật, đặc biệt là nhà phải không có tang hoặc là không gặp những cái điều xấu đó. Quý vị cũng nên chọn những người mà nhẹ vía, những người vui vẻ, hoạt bát hoặc là khoáng đạt, sởi lời. Đấy. Trong việc chọn tuổi xông đất xông nhà thì người ta cũng chọn nam giới để lấy dương khí. Vì mùa xuân dương khí nó bắt đầu phát triển nên là gì? Vẫn còn là non yếu. Phải kỵ âm khí làm giảm cái dương khí, nên là không chọn phụ nữ để xông nhà. Quý vị nhớ nhé. Nam giới cũng là tượng trưng cho những người quân tử mạnh mẽ, bổ sung cho mạnh cho cái dương khí của cái năm, đấy, của gia chủ. Vì vậy mà quý vị nên chọn, thứ nhất là chọn gì? Chọn nam giới này. Nhất là chọn nam giới để lấy cái dương khí của năm đó. Cái mục đích quan trọng của việc xông đất xông nhà đầu năm ấy cũng là để đưa dương khí vào nhà, cầu mong một năm phát đạt, may mắn, thuận lợi, tài lộc được tăng tiến và gia đạo thì bình an, gia đình khỏe mạnh, con cháu thì giỏi giang, hạnh phúc. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể là tự mình xông đất xông nhà đấy, thì nó cũng được cát lành. Nhưng mà quý vị chỉ tự mình xông đất xông nhà trong trường hợp mà không chọn được người hợp tuổi, hợp mệnh đó. Và để lựa chọn ra cái tuổi xông đất xông nhà tốt nhất đấy, thì các cụ ngày xưa có để lại cổ thư ghi như sau: chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đấy. Thì Tử Thông để cái bài thơ ở trên này nhé, thì quý vị có thể là nhìn ở phần trên để biết được cái bài thơ. Tử Thông đọc lại một lần nữa nhé: chi hợp tuyến niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường, thiên tăng tuyến nguyệt, nhân tăng thọ, xuân mãn cản khôn, phúc mãn môn. Đó. Thì dựa vào cái bài cổ thư của cổ nhân để lại ấy, thì chúng ta khi lựa chọn cái tuổi xông đất trong nhà, chúng ta sẽ dựa trên hai yếu tố nhé. Thứ nhất là thái tuế. Và thứ hai là gì? Thứ hai là căn cứ vào tuổi của mệnh chủ, đúng không ạ? Tuổi của mệnh chủ. Đó. Thì căn cứ hai yếu tố này để chúng ta chọn ra, đúng không? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc, nhập nội đường. Nói chung là căn cứ vào thái tuế để chọn tuổi xông nhà thì chúng ta cũng chọn những người mà có địa chi là hợp với lại năm. Địa chi có thể là nhị hợp, tà tam hợp. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải kiêng kỵ những cái tuổi mà xung hình phá hại với thái tuế thì chúng ta không chọn nhé. Thì chúng ta biết năm 2024, năm Giáp Thìn thì thái tuế tại Thìn, đúng không ạ? Thái tuế tại Thìn. Thái tuế tại Thìn. Thì chúng ta sẽ có 5 con giáp bị phạm thái tuế, đúng không ạ? Đầu tiên là những người tuổi Mão này. Những người tuổi Mão thì bị gì? Bị hại thái tuế. Đúng không ạ? Tiếp theo là những người tuổi Tuất thì bị gì? Xung thái tuế. Những người tuổi Tuất, những người tuổi Mùi thì bị hình thái tuế.
Và những người tuổi Sửu thì bị gì? Hại thái tuế. Đó. Thì đây là năm con giáp bị phạm vào thái tuế. Vậy nên chúng ta cũng không chọn những cái tuổi phạm thái tuế để trong nhà. Quý vị nhớ nhá, không chọn tuổi thái tuế trong nhà. Bao gồm có 5 tuổi: Thìn, Mão, Tuất, Mùi và tuổi Sửu. Tuổi Sửu. Trong đó tuổi Thìn thì là bị cục diện là gì? Trực thái tuế. Những người tuổi Mão thì là hại thái tuế, những người tuổi Tuất là xung thái tuế, những người tuổi Mùi là hình thái tuế và những người tuổi Sửu là hại thái tuế. Thì trong năm 2024 nó Giáp Thìn mà những con giáp bị phạm vào thái tuế, bị phạm vào cục diện thái tuế thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế nhé. Một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Đấy, các cụ có nói là gì? Thái tuế đương đổi tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Cái tai nạn tai ương nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và chúng ta chọn những người xung nhà là muốn mong muốn là mang lại cái cát khí, mang lại những điều cát lành, mang lại những cái điều tốt đẹp nhất đến trong năm. Vì thế mà những cái tuổi phạm chúng ta không chọn. Đó, không chọn nhé. Đó thì quý vị cứ kiêng năm tuổi này ra. Thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn bình an trong năm với những người phạm thái tuế. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có gì dựa vào cái khẩu quyết đúng không ạ? Đúng là gì? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh. Đấy thì chi hợp tuế niên là như nào? Đó. Chi hợp tuế niên có nghĩa là gì? Địa chi của tuổi xung nhà ấy, thì sẽ hợp với là gì? Hợp thái tuế. Nó có thể là nhị hợp và tam hợp. Nhị hợp thì chúng ta có Thìn, Dậu, nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Dậu là những người may mắn đầu tiên để được chọn đúng không ạ? Tuổi tam hợp thì chúng ta sẽ có tuổi Thân và tuổi Thìn đúng không? Thân và tuổi Thìn như vậy là gì? Tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn thứ hai và tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn thứ ba. Như vậy để lựa chọn thì chúng ta sẽ có ba tuổi tốt để lựa chọn đúng không ạ? Thì những người tuổi hợp thái tuế này quý vị cũng luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để được ngài tương trợ che chở giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được hanh thông và thuận lợi. Đấy. Cái kim bài thái tuế này cách dùng thì quý vị có thể để trong túi, trong ví hoặc là sau ốp điện thoại ấy. Sau ngày 23 tháng chạp quý vị có thể dùng được cái kim bài thái tuế của năm 2024. Còn cái kim bài thái tuế của năm 2023 ấy, thì trong cái lễ cúng ông công ông táo thì quý vị là sẽ hóa cùng với vàng mã nhé, hóa cùng vàng mã và để tiễn các ngài đi và mang cái kim bài 2024 đấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái kim bài thái tuế để mang lại may mắn tài lộc trong năm. Bên cạnh đó như Tử Thông đã vừa chia sẻ đấy, chúng ta có 5 tuổi bị phạm thái tuế đúng không? Những người tuổi Thìn thì bị phạm vào cục diện trực thái tuế thì nên là chúng ta cũng không chọn này. Thứ hai là những người tuổi Tuất bị xung thái tuế này, những người tuổi Mùi bị hình thái tuế này đúng không? Những người tuổi Sửu thì bị được phá thái tuế và những người tuổi Mão là bị hại thái tuế. Đây là 5 tuổi chúng ta chọn và chúng ta chỉ chọn được 3 tuổi thôi đúng không? Là tốt. Thì ngoài ra còn những người tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tỵ thì quý vị cũng chọn được nhá. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chỉ chia sẻ những cái tuổi tốt nhất để cho quý vị lựa chọn làm cái tuổi xung nhà. Đấy, mang lại được may mắn tài lộc. Đấy, những tuổi tốt nhất tức là hợp với thái tuế. Còn những tuổi khác thì những cái tuổi ví dụ tuổi Hợi này, tuổi Dần này, tuổi Tỵ và tuổi Ngọ thì cũng là những tuổi mà nó cũng trung bình, nó cát hung cũng tùy theo và chúng ta cũng cần phải xét thêm. Đó. Vậy thì dựa vào cái thái tuế và dựa vào cái khẩu quyết ấy thì chúng ta sẽ chọn ra được 3 tuổi tốt nhất, đó là tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Vậy thì trong những cái tuổi này thì tuổi nào là tuổi mà tốt lành may mắn nhất? Thì Tử Thông đã lập thành một cái bảng là chọn tuổi tốt để xông nhà trong năm 2024 nó Giáp Thìn để cho quý vị lựa chọn đúng không ạ? Thì chúng ta biết là gì? Chúng ta sẽ có những lựa chọn để cho được những cái chọn tuổi xông nhà được cái gì? Ví dụ quý vị cầu tài thì chọn người tuổi nào? Cầu phúc thì chọn người tuổi nào và cầu quan thì chọn người tuổi nào, cầu ấn thì chọn người tuổi nào đúng không ạ? Chúng ta có câu là gì? Chi hợp tuế niên, can hợp mệnh, tài quan ấn phúc nhập nội đường. Đó, tài quan ấn phúc. Bây giờ chúng ta sẽ xét chi tiết từng tuổi nhá, chi tiết từng tuổi xem là chúng ta có thể chọn những tuổi nào là tuổi xông nhà tốt nhất. Thì Tử Thông sẽ để cái bảng nó hiện ở trên này nhá. Ở trên này quý vị hãy nhìn vào cái bảng những tuổi tốt xông nhà theo từng con giáp. Đấy, Tử Thông sẽ chia sẻ ngay sau đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ có những người tuổi Giáp đúng không ạ? Những người có thiên can là Giáp. Chúng ta chọn theo thiên can chứ nhá. Thiên can thì những người có thiên can Giáp thì bao gồm một tuổi sau này. Thiên can Giáp thì chúng ta có các tuổi là gì? Giáp Tý là sinh năm 1984 đúng không ạ? Giáp Dần là 1974, Giáp Thìn 1964, Giáp Ngọ 1954, Giáp Thân 1944 hoặc là 2004 và Giáp Tuất là 1994. Đấy. Thì với những người tuổi Giáp đấy để mà chọn được cái tài ấy. Đấy, để cầu tài nhá, cầu tài thì chọn những người xông nhà. Đấy. Giáp thì chúng ta biết Giáp là giáp mộc đó. Giáp mộc khắc mộ thổ thì là gì? Là thiên tài. Và giáp mộc khắc kỷ thổ thì nó là chính tài. Vậy nên là để cầu tài thì quý vị hãy chọn những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 hoặc là tuổi
Mậu Tý sinh năm 2008. Đấy. Bên cạnh đó quý vị chọn tuổi Thân thì sẽ chọn tuổi 1968 là tuổi Mậu Thân. Đó. Tiếp theo là chọn tuổi Dậu thì chọn 1969 là tuổi Kỷ Dậu nhá. 1969 là Kỷ Dậu, đó. Đó là những người mà cầu tài thì tử thân để trên bảng thôi nhá. Quý vị hãy theo dõi trên bảng nhá. Tiếp theo là chúng ta cầu để tài quan đến quan. Quan thì những người tuổi Giáp ấy, những người tuổi Giáp, những người mà sinh năm đuôi năm sinh là số 4 ấy thì chúng ta chọn những người tuổi Tân Dậu 1981 để cầu quan, đó. Tiếp theo là ấn, đúng không? Tài quan ấn phúc nhập nội đường. Nếu mà lấy ấn ấy, ấn thì nó sẽ chủ về cái đường công danh sự nghiệp, chủ về cái chuyện học hành. Đấy, thì quý vị sẽ chọn gì? Những người 1972 Nhâm Tý và 1992 là Nhâm Thân. 1993 là Quý Dậu, đó. Nó là chính ấn. Nếu mà chính ấn thì chọn cái Nhâm Tý và Nhâm Thân, còn thiên ấn thì chọn gì? Chọn Quý Dậu. Đó, đó là cái ấn. Còn phúc, phúc là cái gì? Phúc là cái phúc đức, đúng không? Là cái tài lộc của quý vị. Nó chính là tự nhiên nó là cái thực thần ấy. Khi mà chọn phúc ấy, thì chúng ta sẽ chọn những người tuổi 1956 là Bính Thân, 2016 cũng là Bính Thân và 1996 là tuổi Bính Tý, đó. Vậy nên là gì? Những người tuổi Giáp hãy lưu ý nhé, đó. Tiếp theo chúng ta đến chọn những người tuổi Ất. Thưa quý vị, với những người có thiên căn Ất, tức là những người có đuôi năm sinh là số 5 ấy, bao gồm những tuổi sau này. Chúng ta có Ất Sửu 1985, Ất Mão 1975, Ất Tỵ 1965, Ất Mùi 1955 và Ất Dậu 1945, Ất Hợi 1995. Đó, đó là những người tuổi tuổi Ất. Thì với những người tuổi Ất chúng ta sẽ chọn theo các tiêu chí như sau. Đầu tiên là chúng ta cầu tài, đúng không ạ? Nếu mà quý vị cầu tài ấy, cầu tài thì quý vị sẽ có, chúng ta có Ất Mộc gặp Kỷ Thổ là gì? Là thiên tài. Ất Mộc gặp Mậu Thổ là chính tài. Vậy để cầu tài thì chúng ta sẽ chọn những người có thiên can là Mậu và thiên can là Kỷ, Mậu Kỷ. Thì trong 3 tuổi này nhé, trong 3 tuổi là Dậu, Thân và tuổi Tý. Đấy, thì chúng ta có những tuổi là Mậu Tý sinh năm 1948 hoặc là Mậu Tý sinh năm 2008. Còn những người tuổi Kỷ chúng ta có thể chọn tuổi Kỷ Dậu. Đấy, Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đó, đó là những người có thiên can là Kỷ. Tiếp theo để mà cầu quan ấy, cầu quan thì quý vị chọn những người sinh năm 1960 là Canh Tý hoặc là 2020 cũng là Canh Tý, hoặc là những người tuổi 1980 là tuổi Canh Thân. Thứ ba là chọn về ấn. Ấn tức là về học hành thi cử ấy, về quan lộc ấy, về quan chức ấy, về sự nghiệp ấy, về danh tiếng ấy, thì chúng ta sẽ chọn là ấn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn tuổi 1972 Nhâm Tý, 1992 Nhâm Thân và tuổi 1993 là tuổi Quý Dậu. Đấy. Tiếp đến là chọn phúc. Đấy, phúc thì chúng ta sẽ chọn những người sinh năm 1957 là tuổi Đinh Dậu hay là 2017 cũng là tuổi Đinh Dậu. Đó. Tiếp đến chúng ta chọn những người có thiên can là Bính. Với những người có thiên can Bính thì chúng ta sẽ chọn như sau này. Những người có thiên can Bính bao gồm tuổi sau này: Bính Tý 1996, Bính Dần 1986, Bính Thìn 1976, Bính Ngọ 1966, Bính Thân 1956 và Bính Tuất 1946. Thì với những người có thiên can Bính ấy, chúng ta sẽ chọn, nếu mà cầu tài ấy, cầu tài quý vị chọn 1960 hoặc là 2020 là tuổi Canh Tý, đúng không? 1980 là tuổi Canh Thân và 1981 là tuổi Tân Dậu. Cầu quan thì quý vị chọn 1993 là tuổi Quý Dậu. Còn cầu ấn thì quý vị chọn 1984 là tuổi Giáp Tý, 1944, 2004 là tuổi Giáp Thân, 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu. Đó, đó là cầu ấn. Còn cầu về cái phúc thì quý vị sẽ chọn về những người sinh năm 1948 hay là 2008 là tuổi Mậu Tý, 1968 là tuổi Mậu Thân. Đó là những người có thiên can là Bính. Tiếp theo đến những người có thiên can là Đinh. Thiên can Đinh thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này: Đinh Sửu 1997, Đinh Mão 1987, Đinh Tỵ 1977, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957 và Đinh Hợi là 1947. Thì với những người có tuổi năm sinh là số 7, tức là những người có thiên can là Đinh ấy, thì chúng ta sẽ chọn những tuổi như sau. Thì để cầu tài thì quý vị sẽ chọn những người sinh năm 1960 hay là 2020 là tuổi Canh Tý, những người sinh năm 1980 là tuổi Canh Thân và những người sinh năm 1981 là tuổi Tân Dậu. Để cầu quan thì quý vị chọn 1972 Nhâm Tý hoặc là 1992 là Nhâm Thân. Để cầu ấn thì quý vị chọn 1984 Giáp Tý, 1944 hoặc là 2004 là tuổi Giáp Thân và tuổi 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu. Đó. Cầu phúc thì quý vị sẽ chọn tuổi 1999 là tuổi Kỷ Dậu. Tiếp theo đến những người có thiên can là Mậu. Thiên can Mậu tức là những người có đuôi năm sinh là số 8, đúng không? Số 8 bao gồm có Mậu Tý 1948 hay là 2008 này, Mậu Dần là 1998 này, Mậu Thìn 1988, Mậu Ngọ 1978, Mậu Thân 1968 và Mậu Tuất là 1958. Đấy. Thì những người có đuôi năm sinh là số 8, chúng ta sẽ chọn những tuổi sông nhà như sau. Thiên can Mậu thì để cầu tài thì quý vị sẽ chọn
tuổi 1972 nhâm Tý, 1992 nhâm Thân và 1993 là tuổi Quý Dậu. Để cầu quan thì quý vị chọn 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu. Để cầu ấn thì quý vị chọn 1996 Bính Tý, 1956 hay là 2016 là tuổi Bính Thân, 1957 hay là 2017 là tuổi Đinh Dậu, đó là cầu ấn. Còn cầu phúc thì quý vị chọn tuổi 1960 là tuổi Canh Tý hay là 2020 cũng là Canh Tý, 1980 là tuổi Canh Thân. Đó. Tiếp đến là những người có thiên can là Kỷ. Thiên can Kỷ đuôi năm sinh là số 9, bao gồm tuổi sau. Chúng ta có Kỷ Sửu là 1949 hay là 2009, Kỷ Mão 1999, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Dậu 1969 và Kỷ Hợi là 1959. Đấy. Thì với những người có đuôi năm sinh là số 9, tức là thiên can Kỷ ấy, chúng ta sẽ chọn như sau. Để cầu tài thì quý vị chọn những người tuổi 1972 nhâm Tý, 1992 nhâm Thân hoặc là 1993 là tuổi Quý Dậu. Để cầu quan thì quý vị chọn 1984 giáp Tý hoặc là 1944 hay là 2004 là tuổi Giáp Thân. Để cầu ấn thì quý vị sẽ chọn tuổi 1996 Bính Tý, 1956 hay là 2016 là Bính Thân, 1957 hay là 2017 là tuổi Đinh Dậu. Đó. Còn để cầu phúc thì quý vị sẽ chọn tuổi 1981 là tuổi Tân Dậu. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét những người có thiên can là Canh. Thiên can Canh thì bao gồm tuổi sau này: Canh Tý 1960, Canh Dần 1950, Canh Thìn là 2000, Canh Ngọ là 1990, Canh Thân 1980 và Canh Tuất là 1970. Đó. Với những người có thiên can Canh thì chúng ta chọn như sau này. Để cầu tài thì quý vị sẽ chọn những người tuổi 1984 giáp Tý, 1944 hay là 2004 là tuổi Giáp Thân và tuổi 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu. Đó. Tiếp đến chúng ta chọn đến những người mà được gì? Cầu quan. Cầu quan quý vị chọn những người tuổi 1957 hay là 2017 là tuổi Đinh Dậu. Còn cầu ấn thì quý vị sẽ chọn những người sinh năm 1948, 2008 là tuổi Mậu Tý, 1968 là tuổi Mậu Thân và 1969 là tuổi Kỷ Dậu. Đó. Còn cầu phúc thì quý vị chọn 1972 là nhâm Tý và 1992 là tuổi Nhâm Thân. Đó. Đó là những người có thiên can là Canh. Tiếp đến chúng ta chọn đến những người có thiên can là Tân. Thiên can Tân thì bao gồm tuổi sau này: Tân Sửu là 1961, Tân Mão 1951, Tân Tỵ là 2001, Tân Mùi là 1991, Tân Dậu là 1981 và Tân Hợi là 1971. Đó. Thì với những người có thiên can là Tân, thiên can Tân thì chúng ta sẽ chọn những tuổi như sau. Để cầu tài thì quý vị sẽ chọn những tuổi 1984 là Giáp Tý này, 1944 hay là 2004 là tuổi Giáp Thân, 1945 hay là 2005 là tuổi Ất Dậu. Đó. Để cầu quan thì quý vị chọn 1956 là Bính Thân hay là 2016 là Bính Thân, 1996 là Bính Tý. Đó. Để cầu ấn thì quý vị chọn 1948 Mậu Tý, 2008 Mậu Tý, 1968 Mậu Thân và 1969 là tuổi Kỷ Dậu. Còn cầu phúc thì quý vị sẽ chọn 1993 là tuổi Quý Dậu. Đó. Đó là những người có thiên can Tân nhé. Tiếp theo chúng ta xét những người có thiên can Nhâm. Đấy. Những người có thiên can Nhâm thì bao gồm tuổi sau này: Nhâm Tý 1972, Nhâm Dần 1962, Nhâm Ngọ 1942 hay là 2002 nhé, Nhâm Thân là 1992 và Nhâm Tuất là 1982. Đó. Thì với những người có đuôi năm sinh là số 2 có thiên can Nhâm ấy, chúng ta sẽ chọn như sau. Để mà cầu tài ấy, thì quý vị sẽ chọn là tuổi Bính Tý 1996, Bính Thân 1956 hay là 2016, tuổi Đinh Dậu là 1957 hay là 2017. Đó. Để cầu quan thì quý vị sẽ chọn 1969 là tuổi Kỷ Dậu. Cầu ấn thì quý vị chọn 1960 2020 là tuổi Canh Tý, 1980 là Canh Thân và 1981 là tuổi Thân Dậu. Còn để mà cầu phúc ấy, thì quý vị chọn 1984 Giáp Tý, chọn 1944 hoặc 2004 là tuổi Giáp Thân. Đó. À, cuối cùng là những người có thiên can Quý. Đó, thiên can Quý. Thiên can Quý thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này: Quý Sửu 1973, Quý Mão 1963, Quý Tỵ 1953, Quý Mùi là 2003, đúng, Quý Dậu là 1993 và Quý Hợi là 1983. Đó là những người thiên can Quý. À, vậy thì với những người có thiên can là Quý thì chúng ta sẽ chọn tuổi nào, đúng không ạ? À, thì để cầu tài nhé, thì quý vị sẽ chọn những tuổi 1996 là Bính Tý, 1956, 2016 là Bính Thân, 1957, 2017 là tuổi Đinh Dậu. Đó. Mà để mà cầu quan thì quý vị chọn 1972 nhâm Tý hoặc là 1992 là Nhâm Thân. Để mà cầu ấn ấy, thì quý vị chọn 1960 là tuổi Canh Tý, 2020 là Canh Tý, 1980 là Canh Thân và 1981 là Tân Dậu. Còn cầu phúc thì quý vị sẽ chọn tuổi 1945 Ất Dậu, 2005 là tuổi Ất Dậu. Đó. Đó là cái cách chọn những tuổi đẹp làm nhà. Thì tất cả có trên cái bảng ở trên này nhé. Bảng về chọn tuổi xông nhà, tuổi tốt xông nhà năm 2024. Thì quý vị cứ theo đó mà quý vị chọn.
thì sẽ lựa chọn cho mình được những tuổi sông nhà tốt nhất. Thưa quý vị, nói chung ấy thì chúng ta chọn được cái tuổi sông nhà tốt thì nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái tâm lý bình an, tâm lý thoải mái. Vậy nên cái người sông nhà, người sông đất cũng là một cái điều hết sức quan trọng khi mà chúng ta chọn tuổi, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài lộc và cái vận hạn của năm. Vậy nên cái việc chọn tuổi sông đất sông nhà là một cái điều hết sức quan trọng mà gia chủ cần phải lưu tâm. Đấy, tránh vi phạm kẻo gặp phải những hung họa nó có thể xảy ra. Vậy nên là mỗi năm ấy, mỗi năm khi mà xuân về tới đến thì người ta sẽ thường chọn một, có một cái nghi lễ là chọn tuổi sông nhà. Đấy. Và đây cũng là một cái nền văn hóa truyền thống rất là tốt đẹp của dân tộc ta. Đấy, giúp cho chúng ta có được những cái sự bình an may mắn trong năm mới. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những tuổi tốt lành sông nhà trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.